Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì ở video này mình sẽ cập nhật về tình hình của đoàn tàu Metro đầu tiên tại Depot Long Bình, quận 9. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh khu Depot Long Bình, nơi sửa chữa bảo hành, bảo trì tàu Metro thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và sau hơn một tháng, ba toa đầu tiên được vận chuyển từ Nhật Bản về đến thành phố Hồ Chí Minh thì trải qua các bước lắp đặt và kiểm tra bởi đội ngũ chuyên gia của Nhật Bản thì ba toa đã được chạy thử trên đoạn đường ray dài 200m tại Depot Long Bình. Tới thời điểm hiện tại thì cả ba toa này đang đậu trước tại Depot Long Bình và chờ đến đầu năm 2021 sẽ được vận hành chạy thử nghiệm tại Depot Long Bình, quận 9. Và phải tới giữa năm 2021 thì tàu mới được chạy thử nghiệm tại Depot Long Bình, quận 9 đến ga Bình Thái, quận Thủ Đức. Và phải đến quý 4 năm 2021 thì đoàn tàu sẽ được vận hành chạy thử nghiệm từ Depot Long Bình đến ga Tân Cảng, quận Bình Thạnh. Cuối cùng thì sẽ được vận hành thử nghiệm toàn tuyến cùng với việc thử nghiệm vận hành 11 hệ thống khác nhau như là hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu. Như quý vị và các bạn có thể thấy thì hiện tại từ nhà ga Depot Long Bình, quận 9 đến nhà ga Suối Tiên thì các thanh ray sắt đã được vận chuyển lên đường ray trên cao nhằm thi công đường ray để kịp đưa tàu Metro Bến Thành Suối Tiên vào chạy thử nghiệm đầu năm 2021. Vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án giá vé cho hành khách đi tàu Metro tuyến Bến Thành Suối Tiên. Theo đó thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hai phương án giá vé cho giai đoạn đầu vận hành của tuyến. Phương án thứ nhất thì giá vé mở cửa là 8.000 đồng trên lượt, vé cho mỗi km tiếp theo là 800 đồng trên 1 km. Đây là giá vé cơ sở áp dụng cho năm đầu tiên vận hành tuyến Metro được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại quyết định số 4856 ngày 13 tháng 11 năm 2020. Phương án thứ hai thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giá vé sử dụng là 7.000 đến 12.000 đồng trên lượt, tùy thuộc vào cự ly chuyến đi. Chuyến đi có cự ly bình quân 9,5 km là 10.000 đồng trên lượt. Với cách tính này thì chi phí đi lại trung bình hàng tháng, 40 chuyến trên cự ly trung bình khoảng 400.000 đồng trên tháng. Vé điện tử sẽ có mức giá thấp hơn 1.000 đồng trên lượt so với vé lượt. Ngoài ra thì còn có loại vé một ngày là 22.000 đồng trên ngày và giá vé 3 ngày 60.000 đồng trên ngày. Với mức giá vé đề xuất theo phương án 2 thấp hơn giá vé phương án 1 thì được xây dựng trên cơ sở phù hợp với giá vé giao thông công cộng nói chung và phù hợp với thu nhập bình quân đầu người của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì Sở Giao thông Vận tải đánh giá phương án 2 chưa toàn diện và chi tiết, như là chưa đề cập tới chính sách giá vé cho người già và người khuyết tật, chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến giai đoạn đầu khi vận hành tuyến Metro số 1. Do đó, Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Ban Quản lý Đô thị Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng và các đơn vị liên quan rà soát và xây dựng phương án giá vé trên cơ sở tính toán đầy đủ các yếu tố tác động đến giá vé. Tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tình hình của bến xe miền Đông mới sau hơn một tháng đưa vào hoạt động. Thì sau hơn một tháng từ ngày chính thức đưa vào hoạt động, bến xe miền Đông mới vắng khách đến và đi. Nhiều tài xế cho biết thì những lượt xe xuất bến chỉ vài ba khách, thậm chí là không có khách nào. Theo ghi nhận thì sau hơn một tháng hoạt động, bến xe miền Đông mới vắng khách. Trong bến chỉ lác đác vài hành khách, nhân viên bến xe. Trong khi đó thì bãi đậu xe chờ tài hơn 2/3 bãi trống và không có xe đậu lại. Tương tự thì các tuyến xe buýt kết nối với bến xe miền Đông mới như tuyến 55, 76, 93 cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, không có khách đi. Các địa phương từ tỉnh Quảng Trị trở ra thì do đang bị ảnh hưởng từ bão lũ, giao thông đi lại khó khăn nên các doanh nghiệp vận tải đăng ký giảm chuyến. Hành khách ít đi lại hơn so với cùng kỳ trước đó.
Dù vậy, số chuyến và số hành khách đã tăng so với nửa đầu tháng đi vào hoạt động. Ngoài ra thì đại diện bến xe miền Đông cũng đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ xử lý nạn xe dù, bến cóc, khu vực gần bến xe. Điều này tạo điều kiện cho xe khách ra vào bến an toàn, không gây ùn tắc. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối để bến xe hoạt động hiệu quả hơn, khai thác hết công suất. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.